chào tất cả bà con đã trở lại kênh rồi. Tiếp tục lên 6 con 3B nha cô bé anh chị. 6 con 3B. Có 2 con 3B F1 và 4 con 3B dòng 2 nha cô bé anh chị. 2 con 3B dòng 1, 4 con dòng 2 nha. Thì 6 con này là chiều cao của nó là từ 1m04 tới 1m06 tới 7 nha. Đó, mong mã là con bò này là con của con bò 3B luôn nè. 6 bò này em bao tặc lỗi cho cô bé anh chị nha. Thì 6 con bò này em bán đồng giá là 22 triệu. Thì cô bé anh chị nào bắt hết á 6 con á thì để cho 22 triệu đều nha. Thì cô bé anh chị nào bắt 2 con thì 22 triệu rưỡi con nha cô bé anh chị. Thì ưu tiên cho cô bé anh chị là bắt hết nha. Bắt hết thì em để giá là 22 triệu đồng nha. Còn nếu như cô bé anh chị mà bắt 2 con á thì có giá là 22 triệu rưỡi một con nha cô bé anh chị. Còn bắt 1 con thì có giá là 23 triệu nha cô bé anh chị. Thì những con bò này là em bao tặc lỗi cho cô bé anh chị hết nha. Bao hoàn toàn hết. Bò rất là đẹp nha cô bé anh chị. Đó, con bò này dòng 1 nè. Con này dòng 2 chứ. Em giờ cũng không nhớ. Nói chung em cũng không nhớ nữa. Tới đây là có 4 con dòng 1. 4 con dòng 2 chứ. 4 con 3B dòng 2 nha, là con của con bò 3B với con của con bò kem nha. Rồi có 2 con là con của con bò xin nha cô bé anh chị. Mấy bò này rất là đẹp nha cô bé anh chị. Đừng đòi hết nha. Em bao đường đòi cho cô bé anh chị hết nha. Đừng đòi hết nha. Nếu cô bé anh chị bắt hết đồng giá là 22 triệu đều nha. Mong mã rất là đẹp luôn nha cô bé anh chị. Mông này rất là đẹp nè. Con số 1 nè. Con số 2. Con số 3. Con số 4. Con số 5. Và con số 6. Cô bé anh chị xem kỹ nha. Thì 4, 6 con thì cũng như ngang nha hết nha cô bé anh chị. Thì nếu như cô bé anh chị bắt hết đấy, thì có giá là 22 triệu đều. Còn bắt 2 con, 3 con á, có giá là 22 triệu rưỡi nha cô bé anh chị. Còn bắt 1 con là có giá 23 triệu nha. Ưu tiên cho cô bé anh chị bắt hết nha. Bữa nay em về cũng hơi tối. Em về cũng hơi tối cho nên là em lên cũng hơi tối cho cô bé anh chị thông cảm giùm em nha. Thì ngày mai á, em có lên 4 con đực kem. 4 đực kem có giá là 21 triệu đều nha cô bé anh chị. À, 4 được kem cũng rất là đẹp mà có giá đều là 21 triệu thì giờ bữa nay em lên shop em lên 6 con 3B. Bò này em bao tặc lỗi cho cô bé anh chị hết nha. Em lên 6 con 3B này có giá là 22 triệu đều. Nói chung là giá rất là hợp lý nha cô bé anh chị. Bò này bò BF2 nè. Nuôi xanh lên muối luôn nha cô bé anh chị. Em xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cô bé anh chị đã theo dõi video của em nha. Tại tối vậy em không quay chi tiết của bạn luôn. Bò này là em bao cho cô bé anh chị nha. Em bao tặc lỗi hết nha. Thì chiều cao là trung bình là từ 1m03 là 1m04 đến 1m07 nha. Từ 6m07 nha. Nhưng con này là cao 1m07 nè. Rồi hết tối. Cảm ơn cô bé anh chị đã theo dõi video của em nha.